chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay thì mình đến kho bãi cả nhà, thì mình quay cho cả nhà chiếc Ford này nè cả nhà. Đây, chiếc này là 6610D nè cả nhà. Đó, chiếc này là chiếc hàng khủng long nha. Xe kho bãi về thì mình thấy rất đẹp luôn cả nhà, mình chia sẻ cả nhà xem tham khảo ha. Đây là cái đùi trước em nói nè cả nhà. Đó, chiếc này thì hai cầu tay lái trợ lực luôn nha. Hai cái bánh coi như là chiếc này thì được 4 cái bánh thì còn rất đẹp luôn cả nhà. Bốn cái bánh thì còn rất đẹp luôn. Mười hai chấm bốn trừ 24 cả nhà. Chiếc này là 4 máy nha. Cái đùi trước em nói này nè. Đây sau mình sẽ review cho cả nhà xem cái lườn sau nè. Máy móc thì nó nhìn nè. Dàn khung xương em nó đây. Chiếc này là số cơ bên cơ hết luôn cả nhà. Cái dàn khung của em nói rất đẹp nha. Rồi, kho quá chặt thì mình quay thì mình quay thì mình leo thì cái điện thoại nó cũng bị giật, cả nhà cũng thông cảm nha. Đó, phần bên đây em nói nè. Cái chụp cầu trước này cả nhà, nó nằm máy ngăn hông ha. Rồi, cái vỏ sau mâm nó thì có tút lại cả nhà. 18.4 trừ 34 cả nhà. Cái vỏ này còn rất đẹp luôn cả nhà, cái xương sống gai nó vẫn còn luôn nha. Đó, yên em sao phần sau em nói là cả nhà. Rồi mình ra sao cho cả nhà xem cái đùi sau gì. Chiếc xe này thì nó nằm hai chặt quá thì mình quay thì mình leo đi qua đi lại thì cái điện thoại nó giật, nó dội, nó quay lung tung, cả nhà cũng thông cảm nha, tại vì mình chỉ leo lên mình đi xuống thôi chứ không có đi ngang được, cả nhà nó chặt quá.
đùi sau nó nè, nó có hai thanh kiếm. Mình chỉ leo đi về thôi, đó phần tà lái nè, trên đó dòm xuống thấy nè cả nhà. Rồi số điện thoại mình có để dưới phần mô tả nha, thì cả nhà cứ gọi đến trực tiếp bên kho bãi cả nhà để biết thêm chi tiết về và giá cả xe em đó nha. Mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ở đây thì cũng có chiếc Isuzu TL 4100 này cả nhà. Đó, chiếc này là cũng hàng zin luôn nha. Máy móc thì có tép máy ok hết rồi. Máy móc thì chạy rất ngon nha. Số giờ em nó thì chạy là 2317 giờ. Nước sơn zin hết, tất cả là zin hết. Tùi đế thì rất đẹp luôn. Đó, bên đây thì có chiếc US 35D, nó có cabin máy lạnh luôn cả nhà. Này, coi rất nhiều xe nha. Rồi, ở trong đây thì có chiếc EF46D này cả nhà. Đó. EF46D nè đó. Rồi mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều.